Em Tài Minh Thượng Kiên Giang xin kính chào chú anh chị. Thì hôm nay em Tài tiếp tục đi qua bên chỗ anh thợ, là nói chung là hôm nay là thối thúc anh thợ là phải làm cho rồi cái căn nhà trong vòng 3 đến 4 bữa nữa thôi quý cô chú anh chị. Thì hiện bây giờ mình chỉ còn làm cái dàn chân xây lên với cán nền, cái nữa là thấy sắp hoàn thiện căn nhà đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà tại vì anh thợ ngày hôm qua không có làm là do ảnh đang đi học bằng lái xe 4 bánh nè quý cô chú anh chị. Thì ảnh xin nghỉ một ngày, nghỉ một ngày với thằng lính của anh cũng học chung luôn, là coi như là hai người hôm qua là nghỉ hết trơn. Thì bữa nay anh qua anh nói là để anh xây lên, xây từ cái miếng mặt nền lên trên đụng cái thanh ngang của gấp tôn đó, rồi đẩy cát vào trong nền thôi quý cô chú anh chị. Sẵn đây em Tài dịp hôm nay là em Tài đi giao hàng tới bên Mỹ anh đến thời cho đều cô chú anh chị mình xem. Thì về cái sản phẩm nghe đen nghe chúng đọc cho Trung Sơn, cô chú anh chị hỏi ông Tài có giao tới nước ngoài hay không, thì hôm nay là ông Tài đóng thùng được cô chú anh chị, đóng thùng này nhưng mà là đi qua tới bên Mỹ bản cô chú anh chị, chở là 15 hộp, nhưng mà để coi 15 hộp thuốc cao Trung Sơn với 15 hộp thuốc đau bao tử. Thì để ông Tài đi qua tới bản ông Tài hỏi coi là tiền giá cước với mà cái tại vì cô đã chuyển cho em Tài là 9 triệu mấy 400 đô của chú anh chị. 400 đô thì được 9 triệu, hôm qua em Tài đã đổi 9 triệu mấy gần 10 triệu đó. 10 triệu. Bây giờ là lấy là khoảng cỡ là 15 hộp thuốc như thế này. Rồi qua bên chỗ mà shipper đó, chỗ giao hàng đó là coi là cái tiền cước bao nhiêu. Nếu mà ví dụ tiền cước gây dư ra nữa thì tiếp tục bỏ hộp thuốc này vô nữa. Tính làm sao mà cho nó đủ tiền cho cô thì thôi là 9 triệu mấy thôi cô chú anh chị. Thì em Tài á, ngoài cái sản phẩm ngải đen ngải độc cao Trung Sơn này thì em Tài còn luôn cả mà sữa canxi cao Trung Sơn, rồi Amacong và chú hột ngâm rượu ở trong mình Tết nữa đây mình uống cô chú anh chị. Nói chung là cái sản phẩm đó nó vừa bồi bổ sức khỏe mình mà vừa trị bệnh mà vừa có thể tiếp khách được đó quý cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị nào cần đến sản phẩm thì hãy gọi vào số điện thoại này giúp em Tài ha, để cho nhân viên em Tài tư vấn cho quý cô chú anh chị mình kỹ hơn. Còn bây giờ mời cô chú anh chị đi cùng em Tài đến chỗ mà quầy của bên Viettel để gửi đi qua bên Mỹ bánh mới được ha cô chú anh chị. Chỉ có chỗ đó mới gửi đi Mỹ dễ, nhưng mà chỗ em Tài thì dễ chỉ có ăn chỗ đó mà, còn của quý cô chú anh chị thì em Tài không biết, thì tại địa phương của em Tài thì gửi đi có được con chỗ mà. À, sản phẩm này nếu mà gửi đi Mỹ á, thì tầm 10 đến 15 ngày là cô chú anh chị sẽ nhận được, có khi 7 ngày cũng có nữa. Nhưng mà em Tài sẽ gửi cái cước này gọi là nhanh nhất ở địa phương của em Tài, để cho cô chú anh chị mình kịp sử dụng bản là càng sớm càng tốt hơn ha quý cô chú anh chị. Rồi bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị đi cùng em. Sau khi em gửi xong rồi là em sẽ đi qua bên chỗ mà mấy anh thợ làm để coi cái công trình ngày hôm nay mấy anh làm như thế nào nữa ha cô chú anh chị. Rồi em Tài mời cô chú anh chị đi cùng em Tài ạ. Quá trời hổng gài em Tài mắt làm đủ thứ công việc hết trơn của chú anh chị, cho nên là không có cập nhật về cái căn nhà thường xuyên. Đáng ra là mỗi buổi chiều á là em Tài qua cũng cập nhật về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Ngân Phúc, nhưng mà không phải có một chỗ không đâu cô chú anh chị, còn rất là nhiều chỗ. Cho nên là hiện nay đang cắt nhà ở đây thì mình tạm thời là lấy cái điểm chính là chỗ nhà nghệ sĩ Ngân Phúc trước, rồi xong rồi là mới đi lòng vòng lân cận ở các huyện cái lân cận thôi cô chú anh chị. Nếu mà đủ duyên nữa thì em Tài đi xa hơn nữa. Bây giờ công việc cuối năm nó quá trời nhiều vậy cô chú anh chị ơi, mong cô chú anh chị thông cảm. Rồi về sản phẩm mà ngải đen ngải chống độc cao Trung Sơn thì Tết này thì nhiều khi nó giao sớm, nhiều khi giao trễ cũng có nữa, tại vì nó quá trời bận rộn công việc. Nhưng mà cuối năm em Tài nghĩ chắc phải sắp xếp đưa hàng đi nhanh để nó thu gọn cái tiến độ của nó lại, cuối năm tận lấy tiền thưởng đó cô chú anh chị làm cái gì cũng cho nhanh hết. Rồi em Tài mời cô chú anh chị đi vô trong cùng em Tài nha. Em đã đến chỗ làm không cô chú anh chị. Thì hôm nay các anh thợ bắt đầu xây
Xây thì hiện nay là đang xây bên trong đó cô chú anh chị, xây dòng thành lên cái đồ cán nền đó là thấy sắp rồi đó. Giờ cát thì cứ đẩy vô lây gai gì nè, lắp chừng nào đầy hết rồi đầu mình lấy máy mình bơm nước lên, bơm nước lên cho nó gút xuống hết, cho nó dẻ thật là dẻ, rồi mình đầm đá lên. Đầm đá lên xong rồi mình mới cán lên một lớp bê tông nữa ha, cán lên lớp bê tông nữa thì lúc đó mình mới dán gạch đó. Thì bữa nay cũng đưa cái cửa sổ lên nữa, đưa cửa sổ lên rồi ở đầu gắn cửa sổ chỗ này nào cũng xuống vậy, gắn cửa sổ ở đây. Thì nói chung là bây giờ mình xây mấy cái dòng thành này, cái nữa là thấy muốn xong căn nhà rồi đó. Nền bây giờ thì cũng ban ga rồi, ban ga rồi mình đẩy cát lên, mần cũng kỳ lắm hơn cô chú anh chị, có tỳ lê dìa bắn canh rõ ràng đàng hoàng hết. Nhiều khi cô chú anh chị nhìn vào cái góc độ của camera của em thì thấy nó hơi xéo, tại vì khi cái máy đặt ngay giữa thì mình mới quay thấy được cân bằng cái nhà. Còn tại đặt cái máy đứng thì đứng làm xéo xéo thì cô chú anh chị thấy cái nhà nó xéo là gì. Xây lên rất là cao, mới đầu là tính xây 4 viên nhưng mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên luôn, lên tới 6 viên luôn của chú anh chị. Lên cho cao đặng nhìn thấy coi được. Theo như đó phải xây lên tới miếng này luôn á. Xây lên tới miếng này luôn là ngon. Xây lên tới đó nữa thì tốn tiền nữa. Tới đó cái nữa cái đầu cô chú anh chị nói sao không gắn lên tới cái cây trên này luôn, cái từ từ thành nhà tường luôn. Rồi đây là anh hàng xóm, anh hàng xóm làm cũng dữ lắm mà cô chú anh chị, làm hồng cầu rồi cũng dữ à, đúng bài bản đó ha, đi ống lộ dưới này dữ dằn ha, làm đường thoát nước ra rồi dữ à. Hôm qua mưa quá cô chú anh chị ơi, qua em Tài buổi chiều em Tài cũng qua quay sơ sơ căn nhà chơi chút xíu, quýnh đám mưa xuống xe không được luôn. Ngồi trong xe luôn không thấy đường chạy về luôn, quá trời đám mưa quá lớn. Nói chưa rửa cái này mà tới giờ chưa rửa nữa. Cái này là cát, cát cái sình dâng lên. Đây bữa nay anh chị em của Phúc về cũng đông lắm cô chú anh chị, cho nên em không có bển quay, tại vì hay tin cắt nhà đó rồi mấy anh chị về chơi không về, sắp xếp cũng lâu lắm rồi mới về được. Mừng cô chú anh chị, mừng vì anh Phúc với chị Kiều có được căn nhà, mấy chị em về nhóc hết trơn. Với trong cái miếng giấy mà ký tên, ký tên mà ấy đắt rồi nè, là mấy anh chị về ký cho hết trơn hoàn toàn luôn. Em Út trong gia đình cũng ký luôn. Sáng giờ mà xây nhiêu đó là không thật. Tính ra xây mau chứ. Vậy ngày nay xây chắc buổi sáng này ha, muốn bứt hết trơn đường này rồi. Mau, tưởng đâu xây cái này mấy ngày. Ở Sài Gòn mà nếu mà lên mà xây ha, mà quay cán bay lại mà gõ vậy là ông thầu là cho về. Tại vì khi mà quay cán bay lại là mất cái thời gian, mất thời gian, cho nên là ở Sài Gòn mà hôm mà xây mấy công ty, mấy thầu lớn người ta lãnh nè, đặt cục gạch lên là phải lấy cục gạch khác liền, chứ không có cho chập mà giọng gõ gõ gì vậy, nó mất cái thời gian. Còn mình ở đây làm gì thì quá chất lượng, mình phải gõ xuống vậy cái mặt hồ nó mới chất lượng, nó mới điều hồ. Tại vì lúc trước tôi có đi phụ hồ ở Tây Ninh, mà trong cái khu công nghiệp Linh Trung Ba là mấy cái ông thợ mà vô xin việc làm mà thử việc mà quay cán bay lại mà gõ cái là rồi đó, là chiều ông thợ đó lĩnh lương sớm mà. Đặt lên cái là lấy cục khác xây liền, chứ không có mà gõ sửa.
bởi vì cái chất lượng nó kém lắm. Làm công trình cho nhà nước mà ông để ý mò hết trơn luôn mấy cái nhà văn hóa hoặc là mấy cái chỗ mà công trình của nhà nước mà xây đi, ông để ý cái nền sau này sụp hết trơn hoàn toàn. Cái nền nào mà nó được bằng hết trơn, thời gian là nó quằn xuống hết trơn. Làm mà kém chất lượng. Đây là mổ cái cửa sổ đây nè của chú anh chị. Hay như tài mổ cửa sổ đây mà không biết mổ ngang bự gì hay là mổ nhỏ. Tính kêu mổ hết cái khung người luôn. Mổ hết khung người luôn. Cho cửa sổ thật là rộng ra. Nó mới mát được. Còn nếu mà mình mổ cái phân nửa cái này thì cửa sổ thành ra nó nhỏ lắm. Ở đằng này chắc mổ thêm một cái nữa. Mổ thêm một cái là cho gió thổi vô mát hai căn phòng. Vì nó có ánh sáng nữa. Bên đây cũng vậy, bên đây mổ hết khu này luôn. Mổ hết cái khu ô vuông này luôn. Còn hai cái phòng ngủ thì mổ nhỏ thôi. Làm nhỏ nhỏ cho thoáng mát. Còn đóng là phong nữa đó, trời lâu lắm đó nha. Nay thầy thợ cũng chia nhau hết. Cuối năm mà xiết nhà dữ. Công trình xiết dữ. Đã biết cuối năm là công trình xiết mà lúc làm không làm hết. Đợi cuối năm mới dập không à. Con này con cũ tận dụng lại 3 mét hơn sao. Thì bữa nay em Tài nhận thêm được 2 triệu của cô Thủy và cô Ly. Bạn của cô Thủy là cô Lily ở bên Mỹ gửi về cho em Tài là được 100 đô để cùng vô cắt nhà cho nghệ sĩ Ngân Phúc. Tí xíu nữa em Tài sẽ đưa cho nghệ sĩ Ngân Phúc cầm cái rồi em Tài giữ lại để trả tiền thợ ha cô chú anh chị. Rồi thì xây ra vậy thì cái mí này nè để em Tài thấy lại cho. Đây là cũng là ý kiến rất là hay của bên phía của Mạnh Thường Quân. Là đầu tiên là mình tính là cái mí nền này thôi. Cái mền như thế này thì toàn lợp xuống phủ dưới thì sợ mưa nó dâng sình lên là toàn nó mục. Đó, cho nên quý Mạnh Thường Quân kêu là xây dòng thành lên tí xíu. Toàn mình giật lên, mưa nó có dâng lên đi chăng nữa thì nó cũng không có dính vào cái toàn này thì toàn nó đỡ mục ha. Ý kiến cũng rất là hay cô chú anh chị. Mình cũng nên học hỏi chỗ đó để mình làm cái căn nhà của mình. Tuy rằng nó không có bao nhiêu tiền nhưng mà nó giữ được cái tôn mình nó lâu. Còn nếu mà mình có điều kiện để mình xây lên luôn thì quá ok, đâu có cần thiết gì để bàn tính nữa ha. Còn nếu mà mình không có điều kiện thì mình cứ làm như gì thì rất là hay ha cô chú anh chị. Bữa nay đưa cửa sổ rồi vô gắn vô cái nữa là tô rồi đó, tô mặt trước rồi đó. Hiện giờ thì còn đang xây dòng thành. Buổi sáng này là xây hai dòng thành hai bên này là xong hết rồi. Rồi bắt đầu là buổi chiều là bắt đầu tô. Tô và xây từ cái đoạn này nè, xây đoạn này lên đụng mấy tôn này là ngưng. Ngưng lại xong cái đầu đợi cho nó cứng rồi mình tô. Nhưng cũng gắn cửa sổ nó vô trước luôn. Tô xong cái bắt đầu là làm dưới cái phần nền dưới này. Phần nền dưới này là cán bê tông ngang xong rồi bắt đầu đóng ba phong. Thì cái khâu lót gạch là cái khâu cuối cùng nữa ha cô chú anh chị. Cái viên gạch cuối cùng là ra bàn giao căn nhà luôn. Như vậy đó nó mới không bị gạch nó không bị trên vên. Lúc hiện tại cắt nhà cũng cận Tết đó. Lót cái viên được viên gạch nào là đổi đóng la phong là sẽ bước lên viên gạch đó. Bởi vì bây giờ nó hơi bập bền. Gấp quá trời gấp. À, ngộ thiệt. Nhà mà ví dụ ở dưới quê này ha, nhà ví dụ cắt thợ nó cắt 1 tháng là rồi, nó phải gan 1 tháng rưỡi. Không bây giờ mà nó, nếu mà mình làm hợp đồng mà để mà mình nói là giờ tới đó đó không rồi là không trả tiền hay này kia là
cũng ít ai lãnh, không ai lãnh được. Tại vì mình phải thủ trước là hợp đồng tháng là phải ra tháng rưỡi đi khách ăn. Thủ ai nói gì chưa? Mấy ngày hôm nay thì em Tài cũng có chia sẻ về cái cây kèo đó, thì bây giờ cô chú anh chị không biết có giận em Tài không, không thấy điện nữa thì chắc cũng hài lòng về cây kèo nữa. Mong cô chú anh chị thông cảm cái điều đó. Nhà ba cây kèo. Giờ để vô hỏi thợ cái đó giờ cắt nhà cái bao nhiêu cây kèo. Anh thợ thợ đó giờ anh cắt nhà, anh có cắt cái nhà của ai mà ba cây kèo gì không thợ? Có bị gì không? Hả? 7364 là ok ha. Nhà rộng thì mình lên thêm 2 cây ha. Còn như nhà này 4m5 là 3 cây là vừa. À, cô chú anh chị cộng đồng mạng nói là 3 cây không nên. 73, 64 cũng được, đừng để 55 là giữa trung tâm là được rồi. Nhưng mà mỗi dùng mỗi khác. Cái địa phương mình ở đây thì cắt nhà đó giờ là gì không? Cũng có gì đâu. Xây mặt hồ chất lượng. Ngày nay xây rồi hết hai bên không? Hết rồi. Rồi chừng nào tô mặt trước? Rồi tô luôn. Rồi tô. Xây từ đoạn đó lên nữa đó nha. Từ cái đà đó lên tới miếng tôn đó nữa đó nha. Ừ. Vậy là thấy muốn gọi căn nhà rồi đó. Vô căn nền cái nó xong rồi. Căn nền rồi đưa cát vô cái lót gạch xong rồi. Tô sơn lại. Đâu có đi bê đâu hả? Trước mình sơn nước luôn hay sao? Trước sơn nước luôn đó. Dạ, trước mình tô mình gọi cho nó khô sơn nước luôn. Ừ. Để nói với ông thầu có tặng được cái thùng bê nào không? Bê cho cái tường nó đẹp. Ông chắc ông không có thằng lỗ. Nhưng mà lỗ thì chắc không lỗ đâu. Nhưng mà không có lời nhiều giống như mấy căn nhà khác thôi. Nhà cao ráo vừa đẹp. Phải mà đất rộng rộng ra làm thêm cái trái. Cái trái bên đó là quá ngon. Nhà rộng. Căn nhà này mà được dư đất ra mấy ông đây mà làm thêm một cái trái mấy ông đây cái nữa là quá ok luôn. Nhiều cát đây sao đủ ta? Trời ơi, cát mà lắp kiểu này thôi thua, cô chú chị ơi. Biết chừng nào đẹp ghe vô nó bơm tí xíu một rồi xong hết trơn. Bỏ làm ở trong mà vùng sâu vùng xa là nó thất thoát là cái chỗ này như gì nè. Thứ nhất là đưa đồ vô khó. Không đủ phương tiện. Cát mà ban hết cái này rồi xong rồi là thấy mất hết 2 ngày. Đâu có bơm được đâu. Đây gạch rồi tới luôn. Ủa ai kêu gạch đây ta? Gạch ở đâu? Bây giờ cái miếng tôn này ve đổ đạn vào đó đi. Đạn vào đó đi. Được không? Gạch ben xuống hay là khiêng vô? Gạch này ben xuống là 1000 viên chắc xài được khoảng cỡ 900 mà. Chờ tiêu ông thợ ông thầu rồi. 1000 viên mà ben xuống là còn được khoảng 900 được. Bể có hơn 100.
cơ bên cái đống gạch này xuống. Ôi, lấy thùng ra để bể cái thùng không? Bên xuống đại luôn hả Quy? Bên xuống đại luôn hả? Để chắc từ xuống đây là bên xuống à. À, chắc cũng không sao đâu ha. Không khỏe đâu. Nhiều đó, 1000 viên hay là 500? Để gì thì bên để nè. 500 ha. 500 chứ còn 409 được. Hả? 500 chứ còn vẫn 409 được. Vậy cây của người ta mà. Không có, cứ ý tôi nói bèn xuống nó bể á. À, vậy đó. Nếu mà để xuống vậy thì được, chứ còn để nguyên cái cục đó mà bèn xuống là tiêu. Thì đang trước mắt là thấy cái đống gạch là lúc đó cũng bèn bể mấy cục gì nè, mà chắc bị mấy mé thôi. Thêm 500 gạch nữa. Thêm lại cái thợ tiêu con thầu tiêu. Lỗi là lỗi do ông thầu. Bữa nay em Tài tính đưa cho tiền cho anh nghệ sĩ Phúc, mà thấy gia đình vẫn đông quá thì thôi em Tài không qua, không quay anh Phúc luôn. Thì chắc là lẽ là chiều clip sau hoặc là lúc đó Tài sẽ công bố tiền của mà cô Thủy và cô bạn của cô Thủy, cô Lily ở bên Mỹ gửi về thêm 100 đô, gửi về cho 100 đô chứ không phải là thêm, cho 100 đô để cắt nhà. Cắt nhà thì cô mới gửi lần đầu, quả anh Tài nói 150. Không gửi mà cô gửi về có 100 mà, còn 50 đô đó cô nói gần Tết gửi về để mua đồ trưng Tết. Người biết trước thằng Tài có nói đó. Rồi cô Thủy có gửi về thêm là kẹo với bánh với thuốc bổ não cho nghệ sĩ Công Phúc nữa. Thì hiện nay đang trên đường đi từ Mỹ sang quay Việt Nam. Khi nào Tài nhận được thì Tài sẽ đưa lên cho quý cô chú chị mình xem. Chắc khoảng có 10 ngày nữa quá, tại vì cô gửi bữa nay nó cũng 4-5 ngày rồi. Rồi, đã bèn rồi, cô chú chị. Gỗ. Trong cái đuôi đó như có hạ thêm một tầng nữa được không?
cũng hay hơn bể không? Con nhập chất lượng mà sao bể được. Làm đường đẩy thì gùa lên hả? Bữa nay đẩy hết đống cát này khỏe luôn. Quá trời, phải ghe bơm được, im quá trời luôn. Cái này sợ sau này sụp. Này phải lấy máy rồi bơm nước được dữ lắm mới được chứ. Nhưng thôi là sau này sụp chứ. Bơm nước cho dễ cát xuống. Bơm chừng nào mà mình đi mà không thấy là mà có dấu giò nữa là mới ngon. Còn sắt không đi? Còn sắt không, hàng cho mấy cái này cho cây gâu vô đây á. Hàng gâu vô cho nó bám, cho nó chắc liền. Nãy giờ mấy đầu này có hàng không? Có hả? Ờ. Hai cây gâu vô cho nó kiềm cứng cái ngôi nhà lại. Phải cho nó kết cấu đồ cứng vô. Sát sáo cũng được rồi, gâu thì sát sáo thôi. Vậy được ha cô chú anh chị. Thì hiện tại cũng xin được chia sẻ đến cuối cô chú anh chị mình về căn nhà. Thì ngày hôm qua thì mấy anh thợ đi thi bằng lái, nghỉ hết ngày, nghỉ hết buổi sáng, buổi chiều qua làm cái mưa cái nó ngưng luôn, ngưng nguyên ngày hôm qua. Ngày hôm nay tiếp tục buổi sáng này thì hai người làm, một người xây và một người phụ. Còn xây cho rồi. Bắt đầu là ngày mai tăng cường lên là tô rồi đó. Tô đẩy cát rồi vô gấp rút liền mới được. Quá chậm trễ. Kiếm máy cắt hay gì? Làm gâu làm sắt sáo thôi cũng được. Nè sắt này là để làm gì? Đó thì lấy sắt trên kia. Của ổng luôn hả? Vậy là cái này ổng chưa cắt nãy ơi. Xin của ổng hai khúc đại đi không sao đâu. Cũng chung nhà của ổng không mà có khác gì đâu. Nhà này mà tới sơn phết đâu đó dán gạch rồi là đẹp. Giờ thì mình nhìn ngôi nhà thô thì thấy nó tương xứng gì thôi. Đây, anh Tài xin tạm ngưng video tại đây hả cô chú anh chị. Anh Tài quay cho cô chú anh chị mình xem một đoạn cập nhật vào buổi sáng thôi. Chứ sáng nay anh Tài nhiều công việc quá. Bây giờ phải chạy qua bên kia thăm lại bệnh nhân cũ. Và hổm thì chia sẻ nó thì cô chú anh chị hỏi chị Đào sao rồi mà sao lâu quá không thấy quay. Chị Đào thì hiện giờ chị Đào đang nằm ở bệnh viện ung bú cô chú anh chị để mà trị bệnh. Em Tài cũng đang chia sẻ lên để quyên góp mà cho chị vô quá chắc. Thì bây giờ chị đang nằm tại bệnh viện ung bú Kịch Giá Kiên Giang, kế bệnh viện Đa Khoa tỉnh đó, cô chú anh chị. Rồi chị Thu Hai thì vô không gà được hai đợt. Chị Thu Hai vô được hai đợt. Ở
Hôm trước này là 5 cây đồng tay mà mới đầu nó 4 cây em tài không chịu, có 3 cây em tài không chịu. Nó bắt nó phải làm lên là 5 cây. 3 cây là nó quá thừa. Mà 4 cây thì không nên. 5 cây thì nó dày. Nó dị đó. Nếu mà 3 cây thì lấy một cây này. Một cây căn chỗ này, bỏ cây này lấy cây này, bỏ cây này lấy cây này. Thì thành ra từ cái đoạn này tới đoạn này thì nó xa quá, từ đoạn này tới đoạn này xa quá. Rồi thêm vô cây này thì cô chú anh chị thấy nó dày quá. Nó hơi bị dư. Mà 4 cây thì không nên. 4 cây cái bị la nữa. Cho nên chọn 5 cây, bất thờ phải làm 5 cây. Bên hông này nhà trước của anh Phúc ảnh làm sụp bể hết trơn là do là trồng chuối gần nè. Chuối nó ăn vô rồi sau này chuối nó chết rồi nó mục xuống. Mục xuống rồi sụp lỗ nó luôn chứ sao giờ. Nguy hiểm khi trồng chuối gần mấy nhà. Rồi vô quay một thời tí xíu nữa chắc ông Tài xin kết thúc video của cô chú anh chị. Nói chung là cũng không có cái gì để quay nhiều. Lòng vòng có nhiêu đây hoài. Thợ tên gì quánh tiêu không thợ? Tay nghề được mấy năm rồi? Mới làm mới làm rồi hả? 3 năm mà, 3 năm rồi cũng tay nghề cũng ngon rồi. Đến giờ xây cũng mau chứ. Anh Ngô Út yêu thương có ý kiến gì không? Anh Ngô Út kết nối yêu thương. Hôm qua anh làm gì mà anh hầm hầm quá vậy? Thấy tao làm lâu quá anh hầm hầm quá vậy anh? Cái này cũng sẽ cục giữa thôi. Tù hết luôn á. Tù trong tù ngoài hết luôn. Đắp lên trên nữa. Chứ đâu phải xây gì rồi bỏ không chết à. Làm sao đó còn 10 mấy 20 triệu mà Mạnh Thường Quân không gửi trả thì gán chịu nha. Tao không nhiệm thu là xong luôn đó. Này cũng được. Nếu mà trường hợp gì là sau này 1 ton chưa? Sợ ba cái hồ đụng nó là sau này 1 ton. Xong rồi mình rửa hay chờ nó khô cái mình rửa lại cái. Rửa hồ á đụng ton á. Sau này 1 ton. Hả? Cái làm văng dính vô á. Ừ. Chứ ba cái xi măng này mà đụng vô ton thì thời gian mà đứt chân chứ. Cái tiệm em lúc trước em cũng cán là làm sao đó. Rồi làm theo cái mí đó giờ đứt ngang đó chứ. Hả? Thì xây chưa nó xây thôi chứ đâu. Ừ. Xây thì phát sinh thêm đó, có nhiêu tiền đâu. Cứ xây đi. Cứ xây đi rồi mình cái phần đó mình gửi tiền. Nhiêu đó là xây cái 500 ngàn bạc cái gì. Xây với tô luôn cái 500 gì không ấy. Xây mặt trong này thôi, mặt ngoài đó có tô này khỏi tô. Trời 5 triệu. Đáng ra làm xong căn nhà tặng ngang cái đoạn đó đó. Chắc kêu xây từ mấy này luôn, mấy này qua đây luôn đi. Tại vì chỗ này là căn phòng ngủ. Xây bọc rộng luôn cho đẹp. Gắn gít đồ nó không có bò vô được.
Chắc gì để gặp ông thợ lại bàn giống tiếng đó. Thôi em Tài xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị, chúc quý cô chú anh chị xem video thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong cuộc sống. Cô Thủy và cô Lily ơi, ngày hôm nay gia đình của anh nghệ sĩ Văn Phúc có khách thì em Tài không qua bển để trao tiền được, thì ngày mai hoặc chiều nay em Tài sẽ gửi tiền là 100 đô cô đã gửi về thì em Tài đã nhận được rồi. Thì em Tài cũng cảm ơn cô đã cho em Tài tiền đổ xăng luôn. Cảm ơn cô Thủy và cô Lily rất nhiều. Mà khi em Tài nhà qua ở video sau em Tài sẽ nói gửi về cái phần tiền đó. Còn video hôm nay thì em Tài xin phép được cập nhật chia sẻ về cái căn nhà này thôi. Đó, thợ vô làm bắt đầu xây dòng thành. Chúc quý cô chú chị xem video thật nhiều sức khỏe nha. Cô chú chị nào cần đến sản phẩm ngay đen ngải giống độc Trung Sơn hoặc sữa canxi Amacong và chú Học thì hãy gọi vào số điện thoại em Tài để dưới phần màn hình đó cô chú chị. Rồi, em Tài xin tạm biệt.